Làm sao? Các cháu là không phải cầm đèn rước rồi mà mình sẽ dùng xe rước. Mình pha trip gần như phát khui hết. Xin chào các bạn, chào bạn quay trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái xe ô tô điều khiển từ xa bằng cái mạch điều khiển từ xa qua sóng RF ở đây. Tần số là 2,4 GHz. Và chúng ta cần chuẩn bị một số vật liệu sau. Nhất là một tấm Formex. Thì đây mình đã cắt thành cái khung rồi. Hai cái bánh xe. Trục là 20mm, hai động cơ DC 3-9V, hai cái động cơ DC. Thì tí nữa các bạn sẽ tháo hai cái đầu ra. Một bánh dẫn động, một đế pin ultra fine, 3 pin và 3 pin ultra fine. Ok, chúng ta sẽ tiến hành làm thôi. Đầu tiên thì hai động cơ, chúng ta sẽ tháo hai cái bánh răng này ra, hai cái nhựa này ra nhé. Ok, thì sau khi tháo ra này, các bạn sẽ lắp bánh xe vào động cơ. Okay. Bước tiếp theo chúng ta sẽ gắn động cơ lên cái khung xe đây. Thì đầu tiên mình sẽ gắn bánh dẫn động trước. Ok. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ cố định mạch lên khung và lấy pin lên khung. Đây, mình sẽ đặt ở giữa đây. Tiếp đến là đế pin, mình sẽ đặt ở trên này. Ok, thì vừa rồi mình đã gắn đế pin và mạch lên. Chúng ta sẽ tiến hành đấu dây và động cơ. Đây các bạn để ý, mở cộng và trừ có hai cặp. Thì các bạn sẽ đấu cặp bên này sang động cơ thứ nhất, cặp bên trái và cặp bên phải đấu sang động cơ thứ hai. Nhất mở trừ này. Mở cộng. Trong cặp thứ hai mở cộng, tôi sẽ đấu vào đây.
mặt trời. Cho test thử. Tiến này. Động cơ thứ hai tiến này. Rồi, ok. Bây giờ sẽ cố định lại dây. Ok, thì ở đây mình đã cố định các dây vào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test thôi. Đây, để vui cùng Trung Thu anh em kiếm được cái ông sao ở lắp trên cái xe mình vừa chế tạo xong. Đấy. Để đi rước đèn ông sao. Các cháu giờ không phải cầm đèn rước rồi mà mình sẽ dùng xe rước. Và trip gần như phát Furious. Rồi, ok, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn làm một cái xe ô tô rước đèn ông sao. Thì video của nhóm đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy sản phẩm của nhóm hay thì hãy nhớ like, share và subscribe cho nhóm nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.